Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu, trong ngày một kiếp có tiền cầu. Con là người thấy duyên trì tụng, người tỏ như lai nghĩa nhiều màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cơn bão tên Đà La Ni, quyển 3, phẩm 3. Ma Vương quy phục. Khi Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai nói cơn bão tên Đà La Ni này, Đức Phật phóng ra ánh sáng lớn, soi khắp hàng trăm câu chi để bốn thiên hạ của thế giới này. Hết thảy đều rất sáng. Ngay tức thời, hàng trăm câu chi của các ma cõi dục nhờ Phật lực nên đều khởi kinh động, đều nhìn thấy nhân duyên sự hiện diện của ánh sáng này. Họ đều khởi ý niệm, nhất định đây là việc làm của ác ma kia. Đối với bốn thiên hạ, ông ấy có uy đức lớn. Ông ấy đối với chúng ta có sức tự đại tự tại, nên hiện ra ánh sáng này. Khi khởi lên ý niệm đó, chúng quán thấy, các ba người trong nhà ưu não, nên sinh với tâm trạng buồn giận cùng cực. Bây giờ hàng trăm cô chi na ma của cõi này đều bỏ cung ma kéo đến chỗ ma vương của bốn thiên hạ này, nói lời như vậy: Ngài là chủ cõi dục, có lực đại tự tại phóng ra ánh sáng này soi khắp tất cả, nhưng vì nhân duyên gì ngồi trong nhà ưu não? Ma vương liền đáp cho khắp hàng trăm cô chi xứ có tất cả các ma biết: Các người nên biết, đây chính là Sa Môn, xuất thân ở dòng họ Thất, một người vua nịnh huyễn hoặc số 1, đã phóng ra ánh sáng này soi đến thế giới, làm tất cả đều kinh động. Người minh tuệ có trong thế gian, các phàm tiên vương và các long vương, Dạ Xoa vương, Atula vương, Ma Hầu La Già vương, Kalola vương, Khẩn Na La vương cho đến loài phi nhân khác nữa, những bậc thông minh sáng suốt có trong số ấy, tất cả đều quy hướng cúng dường ông Thích Tử đó. Ông ấy trong 6 năm ngồi một mình không hai, thành tựu được lực huyễn lớn vô tướng, đã dùng sức mình thể hiện thần thông, chỉnh tề xa giá. Quân chúng 36 câu chi người vây quanh giáp vòng, tất cả sức ma được dùng đều rất siêng năng và lớn. Nhưng rốt cùng chẳng thể khiến cho thủ đề kia kinh sợ một tí nào, huống gì lại có thể tạo ra chướng ngại để lay động pháp tòa của vị đó. Hôm nay, thủ đề này thành tựu phát hiện vô tướng như vậy, việc làm của ông ấy thì hiện lay động đại địa này, đồng thời làm thối lui quân của ta như các rễ cây đại thọ, thì cành đều ngã, tất cả ma giới đều tối om. Còn ở chỗ ngồi của ông ấy thì thành tựu ánh sáng lớn. Từ chỗ ngồi đứng dậy, ông ấy dì khác chúng sinh, khai thị diện nói, những chúng sinh thông minh trí tuệ có trong bốn thiên hạ này đều bị sự dẫn dắt của các cái mốc huyễn hóa đó. Ta cũng chẳng biết lòng của những người đó ở đâu, về đâu, khi nào chết, sinh ở đâu. Nay sáu đường này đã quy y ông ấy, ta còn chẳng thể kinh động được một sợi lòng. Làm sao là có thể động được đến tính tâm của họ? 500 kỳ nữ phi diệu này của ta và 2 vạn người con trai cùng các quyến thuộc đều quy y ông Sa Môn Cù Đàm đang ngồi ở trước đó. Ta ngày hôm nay chẳng thể ngăn chế, còn các người hôm nay có sức có phước, có trí tự tại và giúp ta chặt đứt mạng sống của tên Tụ Đà La Thích Tử đó. Nếu có chúng sinh nào huy người đó thì tìm mọi cách phá tan với bìa đảng đen tối của ông Sa Môn vô nịnh huyễn hoặc, phải làm cho hàng phục. Và đảng bạch tịnh ma của chúng ta thì làm cho sáng to, từ đây về sau sẽ nhận được sự vui nhàn. Lúc bấy giờ có ma tên là Quang Minh quan sát cõi diêm phủ này, thế thân Đức Như Lai ở trên pháp tòa, là nghe âm thanh nói pháp mỹ diệu, thấy nghe như thế rồi sinh kinh sợ, dòng tóc gáy bị hướng về ma vương kia, nói kệ ở trong tất cả cõi: Sắc này rất lạ thường, công đức và trí tuệ lâu rồi thân sạch trong, giải thoát các phiền não lâu dài khéo tương ưng, giải thoát khỏi các cõi hết sạch mọi lo toan. Ngày nay chớ sân giận, từ tại nơi buộc tràng, chỗ này quy y tốt, chỗ nương nhất ba cõi. Nếu ngài ở chỗ ấy, dây lên sát na sân, do sự ngu si đó, tự tan hội vô nhà. Lúc đó trong chúng có một ma tên là Sa Nhĩ Nhĩ Ca, hướng về ma dương kia nói kệ: Lực đại thần thông đó, tới công đức trên cùng, tất cả không chỗ nương. Người nương được giải thoát, nhổ hết sạch không còn, hay nói đường khổ tận, vô lượng trăm ngàn ma, đã chẳng thể não loạn.
Lúc đó Ma Dương dùng kệ đáp: Ta nay có bậc, được bậc tự tại, tất cả nương theo tự tại đó. Như vậy chẳng lâu cõi ta rỗng, ta không trở về, cũng không đắc. Lúc ấy trong chúng là có một ma tên là Tân Trần, hướng về ma bên kia nói kệ: Theo luật số 1, ngày có trước, sở tác ngày tự tại dũng cường, ngày nay mất sức lại không thể sánh cùng nhất thiết trí. Bây giờ trong chúng là có một ma tên là Đào Nguyệt, hướng về ma kia dương kia nói kệ: Từ bi chúng sinh không ý ép, tự tại thanh tịnh không chỗ nương, bác gọi giải thoát trốn vào chơi, không nẻo không hành, không thể hại. Khi đó Ma Dương nói kệ đáp: Có những chúng sinh ở cõi dục, đắm các dục say tình điên đảo, nơi việc ta làm theo đó chuyển, làm sao cùng ông chẳng thể hại. Bây giờ trong chúng là có một ma tên là Đại Thủy, hướng về ma vương kia nói kệ: Các hữu như lửa huyễn chẳng bền, từng biết các hữu đoạn các ái, chẳng chấp các hữu như hư không, so với vì đó thường bức bách. Lúc ấy ma vương nói kệ đáp: Phật tùy tự tại ở ba cõi, ăn uống áo mặc luôn đủ dụng, Phật với ba thọ làm sở thích, mà sao sắp chết chẳng hại tan. Bây giờ trong chúng là có một ma tên là Xà Ái, hướng về ma vương kia nói kệ: Cảnh giới thần thông có sở hữu, ác ma già xoa và trời rồng, đủ thứ đạo hại không chạm Phật, cái chết làm sao hại Thế Tôn. Khi ma vương nói kệ đáp: Sự chúng ta phá thức ăn Phật, mưa đá lớn ở trong hư không, mang lụy không lượng trăm thứ tiếng, giới ông ta vốn quế chỗ nương. Bây giờ trong chúng đã có một ma tên là Tri Nhãn, hướng về ma vương kia nói kệ: Khi ngài đối Phật tạo não loạn, có thấy chút gì sân giận chăng? Thư thái nhìn ngài chẳng dịu xịu mặt, dịu lời dỗ dành không tiếng ác. Lúc đó ma vương nói kệ đáp: Phật có trí tuệ hay thường nhẫn, hay đoạn ái si và lỗi lầm, từ tâm với tất cả chúng sinh, tu tập công hạnh thảy gồm thâu. Bây giờ trong chúng là có một ma tên là Nan Hàng Phục, hướng về ma vương kia nói kệ: Ba kết nếu có thể trói buộc, chúng ta nên não loạn đó liền, đó họ liền. Si chướng buộc ràng Phật diệt được, cái chết làm sao với Thế Tôn. Lúc đó Ma Vương nói kệ đáp: Các ông giúp sức ta, bộ dạng chớ buông luôn. Ta biến đất làm nước, nơi nối bốn núi làm vòng, vòng hoa cài tóc, hư không mưa đá lớn, gom các rác loại tung, ném cho thân Phật tan. Phương tiện khéo như vậy, tàn não loạn cực cùng, các ông cùng giúp đỡ, thích tử thành tro tàn. Lúc bấy giờ mà mỗi các ma đều nói kệ cho đến hàng trăm câu chi các ma hiện có. Cô đã nói kệ hỏi đáp như vậy. Lúc ấy tất cả các ma của chúng đó cùng lúc lên tiếng nói như vậy. Như vậy mà mỗi chúng nên đi về cung ma của mình, chỉnh đốn giáp trụ, cùng các bên chúng trang bị giáp, sử dụng tất cả thần thông của chúng ta, tất cả cảnh giới bày ra, khiến cho họ biết ông Sa Môn Cù Đàm tuy dũng mãnh nhưng liệu đương đầu được với mũi nhọn của quân chúng bọn ta sao. Khi nói lời như vậy, trong khoảnh khắc một sát na, các ma sẵn có ở trong cô chi xứ đều từ cung của mình giáp trụ trang nghiêm. Mỗi một quân ma gồm hàng ngàn của chi chúng, mặc đủ thứ giáp, cầm đủ thứ binh khí, mỗi mỗi đều chỉnh tề xa giá. Rồi nửa đêm, bọn họ xuống cõi Diêm Phù Đề, đến giữa nước Ma Già Đà, đều trụ ở hư không lân cận chỗ Đức Phật, cho đến trời rồng và xoa càng tác bà Atula Kalola Khẩn La La Ma Hậu La Già Bệ Lệ Đa Tỳ Xá Già Cơ Bàn Trà Bốn Châu, đỡ ở bên Đức Phật sinh lòng bất tín, không ý cung kính. Giới pháp tăng cũng chẳng lòng tin. Tất cả ma đó đều sai khiến quân chúng chế độ thứ binh khí, mặc giáp trang nghiêm, tập hợp đông đảo ở chỗ đó. Vốn hại Đức Như Lai có một vị tiên nhân tên là Quan Vị, với đủ 18 minh sứ và cảnh giới thần tông, hợp nhiều không lượng, từ vấn thờ Mê Tủ La cùng với 500 đội chúng trụ ở bên núi tuyết. Lúc bấy giờ Ma Vương liền tự biến thân hình làm hình dáng Mê Tủ La trụ ở trước tiên nhân nói kệ: Dòng họ sinh Cù Đàm
Đại tiên lương thông giả, trụ ma già, nước thông tuệ, nay vương xá đi sinh, lòng ông phải kiên cố, giữa các kiểu luận bàn, ông năm thông cùng cực, nhất định phải tự tại. Ma vương nói kệ này xong để biến mất, trở về cung ma, chủ quyến thuộc của mình mà nói kệ, các ngươi nay bên ta nghe rõ, cái ta nghĩ chẳng ai sánh biết, thuộc về thích tử đã cùng nói, thần thông gia bị khiến đầy đủ, huyện kia thì hiện cảnh giới ấy, đoạt sức lớn mạnh của ma ta. Như mẹ hướng con lời êm dịu, đều khiến đệ tử sinh vui mừng. Hàng ngày buổi sớm vào thành ấp, từ từ bước, uy nghi gìn giữ, sở hành đệ tử đã đoạn dục, tụi ta sẽ bắt giữ từng người. Hiện trước họ cái múa gợi cảm, khiến họ thấy nghe sinh mê hoặc. Đệ tử nghe nhận mê chấp rồi, sẽ quái nhiễu Thích Ca đại tiên. Bây giờ trong chúng có một ma nói kệ, con này hóa hiện việc đáng sợ. Sư tử trâu nước cọp voi điên, nhanh chóng đuổi chạy vào thành ấp, hiện sấm chớp chấn động kinh hoàng. Thần thông hóa hiện vô lượng việc, lại hiện binh khí bức bách họ, việc bỏ các dục của bọn họ, hoặc khi mê loạn khiến mất quên. Lúc đó trong chúng có một ma nói kệ, ta nay ở ngã tư đường đó, hóa lò quan sát ngay trước mặt, đủ thứ hình lạ mặt xấu xí, đủ thứ binh khí bất động họ. Trong không tiếng lớn mưa giao kiếm, kinh động đáng sợ tiếng sấm vang. Ở cảnh giới đó chẳng tự tại, mau khiến tiêu diệt chẳng hiện tiền. Lúc bấy giờ ma vương dùng sức thần thông, tất cả đều chỉnh tề xa giá, tác động rộng rãi, để tất cả cảnh giới trên xuất uy đức đại từ của Như Lai, cũng thể hiện đủ thứ rộng lớn như vậy, tức thời biến thân thiên đại thế giới này thành thế giới Phật, khiến cho tính mặt đất giống như kim cang, tất cả ma lực chẳng thể chuyển đổi, cũng chẳng thể tạo ra những âm thanh ác, như núi lửa bốn phương bốc cháy dữ dội, cũng chẳng thể tạo ra mây đen phi thời và phong khí độc. Nhờ lực đức Phật hộ trì cho nên thậm chí không có một con rồng có thể vận chuyển thân mình làm rơi xuống một giọt mưa. Lúc bấy giờ và sáng sớm có bốn đại thanh văn mặc áo mang bát vào đại thành phương xa cất thực. Tôn giả Sa Lợi Phất ở cửa nam của thành để gặp 50 đồng tử ma với tướng đại nhân đệ nhất Đoan Chánh, diệu sắc trang nghiêm, cùng ở tại ngã tư đường, vừa ca múa vừa đi. Từ xa thấy tôn giả Sa Lợi Phất đến, chú liền cùng nhau nắm lấy hai tay tôn giả trước và nói với tôn giả: Này Sa Môn, ông hãy ca, này Sa Môn, ông hãy múa. Sa Lợi Phất nói với đồng tử: Các người hãy lắng nghe, điều trước kia chưa nghe, nay sẽ khiến cho các người nghe. Rồi liền vì các đồng tử nói kệ: Các nhập đáng buồn chán, chủ chó thường dối ta, ta nay đã chán ghét, hết biên tế nhập ấy. Các ấm đáng chán xa, chủ chó thường dối ta, ta nay đã chán ghét, hết biên tế ấm ấy. Sư là Phật vì các đồng tử ma nói kệ này rồi, liền nói chú: Đa điệt giả ta, bà ha la, bà ha la, bà la, bà la, mặc nội chi bà ha, tác giả bà ha, ama bà ha, tác bà ha. Lúc tôn giả sẽ lập Phật ở trong giếng ca, nói kệ và đa ly như vậy, đồng tử của ma vương gồm 500 người nghe pháp âm đó, đều được cái chưa từng có, nên hết sức vui mừng. Tính tâm thanh tịnh hướng về sẽ lợi Phật nói kệ: Chánh đạo chúng con nay sám hối, thân thiện nói lên vì thế gian, nơi ấm đáng sợ dậy lìa bỏ, khiến con ở đây thường chứng kiến. Đồng tử ma nói kệ đó xong, rập đầu xuống đất, làm lễ dưới chân tôn giả, đứng ở chỗ đường, cùng ngồi nghe pháp. Lúc hơn 7 giờ, tôn giả đã một kiện liên sắp vào đại thành phương xa khất thực, ở cửa hướng đông, thấy 50 đồng tử. Tôn giả ở trong ca âm nói kệ như vậy: Các giới đáng lìa chán, chỗ chết luôn dối ta, ta nay đã chán ghét, bờ cõi giới tận cùng. Cái thọ đáng buồn chán, chỗ chết luôn dối ta, ta nay đã chán ghét, bờ cõi thọ tận cùng. Tư duy đáng chán ghét, chỗ chết luôn dối ta, tư duy ta đã chán, có tư duy tận cùng. Cái tượng đáng xa lìa, chỗ chết luôn dối ta, ta nay đã xa lìa, bờ cõi tưởng tận cùng. Tôn giả đã một kiện liên ở trong tiếng ca,
nói kệ đó rồi, lại nói chú. Đã được giả ta, amabha, 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 alasa, lanoa, yasaha, saniyota, 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 ta giả na, bà ma, ta bà ha. Lúc trường lợi đã một hiện liên về động tử, nói kệ và đà lên đây như vậy. Nó mới đồng tử với mừng số 1, sinh lòng tỉnh tính nói kệ. Đầy đủ mật thần thông, ca mâu ni thánh chủ, đường sinh tử lỗi lầm, đèn pháp chiếu bày khắp. Các loại ác đoạn tan, nơi con sinh tính lạc, nơi đã quy y Phật, cũng quy y Pháp Tăng. Khi 50 đồng tử ma ở nhiều hư không, để làm lễ sát chân tôn giả Nam Mô Kiền Liên, đồng ngồi ở trước tôn giả, đoàn chánh dung nghi nghe Pháp. Bây giờ ở trưởng lão, Phú Lâu Na, Di Đà La Ni Tử, từ cửa bắc vào thành khất thực cho đến giữa đường, theo tiếng sướng ca của các đồng tử kia, trưởng lão ở tiếng ca nói kệ. Các xúc đáng xa lìa, chỗ chết luôn dối ta. Ta nay đáng chán xúc đó, bởi cõi xúc tận diệt. Các căn thủ tăng thượng, chỗ chết luôn dối ta. Ta nay chán tăng thượng, bởi tăng thượng tận diệt. Hoặc nghiệp thường lưu chuyển, chỗ chết luôn dối ta. Ta nay chán hoặc nghiệp, dứt bờ cõi hoặc nghiệp. Các cõi đáng xa lìa, chỗ chết luôn dối ta. Ta nay chán các cõi, hết ranh giới các cõi. Tôn giả Phú Lâu Na ở trong tiếng ca với đồng tử ma nói kệ rồi, và các đồng tử mà người chóng nhất có cái thể bảo trì giống như nước trên núi tuôn xuống chảy nhanh, mà người còn rất nhanh hơn việc đó, cái phàm phu ngu si đều chẳng hay biết. Lại nữa này các đồng tử, tất cả phàm phu bị say rượu nên không hay biết, sắc bị say rượu nên không hay biết, thanh bị say rượu nên không hay biết, hương bị xe rượu nên không hay biết, vị bị xe rượu nên không hay biết. Xúc lại nữa là các đồng tử mà người rất nhanh chóng như nước trên núi chảy xuống kia, phàm phu ngu si đều chẳng thể biết. Bị xe rượu pháp không hay biết, bị xe rượu ấm không hay biết, bị xe rượu giới không hay biết, bị xe rượu đồ ăn nhiều không hay biết, bị xe rượu vui không hay biết, bị xe rượu sinh không hay biết, bị xe rượu dục không hay biết. Lại nữa này đồng tử, mạng người rất nhanh chóng như nước trên núi tuôn chảy nhanh, mạng người rất nhanh so với nước đó, cái phần phun ngu si đều chẳng thấy biết, cho đến tất cả tình thức thủ trước đều là rượu làm cho mê say mà đều chẳng thấy biết. Tôn giả Phú Lâu Na liền vì các đồng tử nói chú: Ra điệt giả ta, yết giả bà, yết giả bà, yết giả bà, môn trí ni, a phạt đa, tỳ phạt đa, khư phạt đa, Bạc La Ma A La Tha, Thù Đệ Phạt Đa Ta Bà Ha. Khi trưởng lão Phú Lâu Na ở trong tiếng ca vì đồng tử mà nói kệ và Đà La Ni này, thì 50 đồng tử đó hoan hỷ số 1, xin lòng tịnh tính nói kệ như vậy: Tôn giả dạy con đạo tịch diệt, các cõi như hủy như ánh lửa, thế gian chỉ từ phân biệt sinh, nên thân mạng con nương tam bảo. Lâu quá 50 đồng tử ma ở ngay giữa đường là lễ sát chân tôn giả Phú Lâu Na và ngồi trước tôn giả đoan chánh dung nghi nghe pháp. Lúc bấy giờ trưởng lão Tu Bà Đề ở giữa ở cửa tây thành vương xá theo tu lớp khất thực giữa đường, gặp gỡ 50 đồng tử của ma vương, tuổi hoa đẹp đẽ, nhan sắc đoan chánh, dung nghi nhã nhặn, tướng đại nhân tử, cùng nhau đùa giỡn ở giữa đường, vừa ca múa vừa đi. Chú thấy trưởng lão Tu Bồ Đề liền rảo bước đi đến, cùng bắt lấy hai tay của tôn giả và nói: Nào Sa Môn, ông hãy ca, nào Sa Môn, ông hãy múa. Trưởng lão Tu Bồ Đề nói: Này đồng tử, hãy lắng nghe. Tiếng ca trước các người đã chưa nghe thì ta sẽ làm cho các người nghe. Các người hãy lặng yên mà nghe tiếng ca của ta. Trưởng lão Tu Bồ Đề liền bị các đồng tử nói bài kệ: Tất cả pháp hữu vi, tính động đều vô thường, như bọt ánh lửa huyễn. Tuy thấy bất khả đắc, pháp sinh diệt mau chóng, chỉ người trí mới biết, xúc thọ là gánh khổ. Người ngu si dính mắt, khổ hữu vi bức bách, tất cả đều vô ngã. Là không một hiểu biết, khiến giải thoát các khổ. Như tin Bồ Đề Đạo, thân gần tu nhất tướng, tất lìa các pháp tưởng, vô ngã và bất tịnh. Tất cả hành tương ưng, không thật không tánh tướng, các pháp không nuôi mạng, không người không tác giả. Người bỏ ý ma xiểm, giác ngộ sinh tịnh tánh,
các thức nương gốc khởi như chớp nhờ hư không, xuất thọ vô tư ngã, xuất thọ tư vô ngã, quán sát không có thật, phàm phu khối ngu si, ấm này thường lưu chuyển, tình tâm sinh phân biệt, tác giả bất khả đắc. Chân tế tịch diệt không, thì tất cả bờ mé pháp này không vô minh, nên nói bồ đề hạnh như bậc thầy lái thuyền cho đến bồ đề đạo. Trường lão tu bồ đề vì lòng tự nói bài kệ này rồi để nói chú. Nói đi giả ta tơ văn đề tì văn đề văn đà sa ê tử ly tử ly tử ly a bà tử ly a bà ha tử ly đa tha đa bà tử ly bồ đà câu chi tử ly ta bà ha. Khi trường lão tu bồ đề với các đồng tử ở trong tiếng ca nói bài kệ và câu đại la ni này thì 50 đồng tử đó vui mừng số 1 sinh tâm tỉnh tính nói kệ: cơ nước ác tri thức pháp này chưa từng nghe, dạng ngu si do trí tạo nên ác nghiệp này, con nay xin sám hối, nguyện xin chứng chi con ngày sinh tự thắng pháp, là con phát đại nguyện, nguyện con được làm Phật lợi ích khắp thế gian. 50 đồng tử ở giữa đường nên làm lễ sát dưới chân trưởng lão Tu Bồ Đề, rồi ở trước mặt trưởng lão ngồi đoan chánh mà nghe pháp. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn dùng sức thần tông vì họ mà thể hiện, khiến cho đường này rộng rãi hàng trăm gia tuần. Tôn giả Xá Lợi Phất ngồi ở mặt nam, Tôn giả Nam Mô Kiền Liên ngồi ở mặt đông, Tôn giả Phú Lô Na ngồi xoay mặt ở hướng bắc, trưởng lão Tôn Bồ Đề ngồi hướng tây. Chỗ ngồi của bốn người cộng lại là nửa gia tuần ngay tức thời trong lòng đất. Ở chỗ ngồi của bốn vị đại thanh văn hiện ra hoa sen lớn ngang dọc bằng nhau, độ 50 khuỷu tay, cành hoa là vàng như phù đàn, lá hoa là lưu ly xanh, tua hoa là thắng tạng bảo, nhị hoa là trân châu, mùi hoa thơm phức hơn cả hương của trời. Như vậy hoa sen này phát xuất từ căn lành của thế gian mọc ra, từ hoa sen này phát ra ánh sáng lớn soi khắp tam thiên đại thiên thế giới. Ở ngã đường đó ấy thì hiện giọt lên cao chừng 3 tấn người, hoa sen này hiện ra cho đến trời tứ thiên dương. Và có trời đó cao chừng 5 giờ tuần mà thể hiện, cho đến trời tam thập tam, hoa này cũng hiện ra. Vì có trời đó cao chừng 100 giờ tuần mà thể hiện, cho đến trời Akanitra, hoa này cũng hiện ra. Do có trời đó cao chừng nửa giờ tuần mà thể hiện, ở trong lá hoa sen tuyên bày đủ thứ có nghĩa mỹ diệu. Chúng sinh đất này và chư thiên kia đều nghe trong hoa bài kệ tụng như thế này: chỉ Phật thanh tịnh sinh cõi này, phá dẹp ma vương cùng quân chúng, Phật dũng mạnh chuyển bánh xa pháp, nhân đây cõi thế không nghi nan. Những người thông tuệ và nghĩa luận, biết pháp cầu giải thoát, tất cả thế gian người thông suốt, ưu ba câu lợi là trên cùng. Đây là đạo sư đã điều phục, khéo nói đại pháp vi diệu này, tất cả thế gian dân lâm cúng, cúng dường mau đi hay thuyết giảng, đầy đủ ba đời hay khéo nói, sở học ba học thường mở bài. Người trời thế gian hay cứu độ, khiến đoạn biết vô lượng pháp nghĩa, dạy làm thiện lợi ích thế gian, đèn trí phương tiện chiếu thế gian, khéo nói diệu pháp đoạn ba câu, trí tuệ lợi ích không mỏi mệt, cực khổ thế gian khiến giải thoát, vô minh che tối các chúng sinh, thường ban mắt pháp chạy điên đảo. Tất cả đại chúng hội tập xong, chốc lát Phật lóng tiếng sư tử, Như Lai tuyên bày đệ nhất nghĩa, lực diệu sắc dần dần nói đủ, thế đời nổi biển khổ lớn. Đến chùa thế gian đánh trốn pháp, trong 6 căn hộ, trụ thượng hộ, 6 tùy hành, 6 thông tri này, Phật nói 6 độ là thượng pháp, quyết định nói 6 chủng tử ấy, giết 6 căn người ở thôn giả, là nghĩ đến 6 việc vô thượng, Phật điều ngữ sơ khiến họ niệm. Ở trong hoa sen nói kệ đó rồi, cho đến thiên lục dục, cửa trong hoa sen và chư thiên nói kệ: các người sống ở vui cháo tham các dục, mới xây lòng buông tả, lòng ái chỗ che lấp, ngươi si thường vui chấp, say mềm rượu các dục, do sự buông lung đó chẳng cúng dường thiện thể, các dục vô thường hoại, như vầng trăng lấy nước, sinh tự trói buộc dắt, chúng sinh khó giải thoát. Các người không chỗ nương, buông thả đắm các dục, do ưa thích các dục mãi chẳng được niết bàn.
Thường ở đất buông lung, cùng việc chẳng tương ưng, chẳng thấy trước việc làm, là tịnh đã bất tịnh. Vì nghiệp chịu già chết, sợ hãi thường vây quanh, các người vì buông lung, nên hành đất ba ghét, đất ba ác. Dùng thí điều phục tâm, luôn tu chẳng buông thả, trước đã làm nghiệp lành, nên phải siêng gìn giữ, nhớ bỏ dục bất tịnh, đến bờ sâu khó được. Các người nương thiền thể, được nghe nói nghĩa lớn, các người tu trí tuệ, giải thoát tịch diệt nhân, cùng diệu pháp tương ưng, nghe đại nghĩa như vậy. Trong hoa sen nói kể đó xong, cho đến 16 cõi trời cõi sắc, cụ ở trong hoa sen là vì chư thiên nói kể. Phân biệt thiện pháp xin tu tập, một lòng tham thiền lìa rối loạn, tịch tỉnh chẳng loạn cầu giải thoát, tuệ đại ứng làm dứt sân nhuế. Sở hữu ngã tướng 13 thứ, phân biệt vì nói tu thắng nhẫn, do đấy rốt cùng mau giải thoát, được sinh đến chỗ giải thoát tự sinh, ham thích sắc tụ nên phân biệt, tính ngã kiên cố thấy sáng bừng, pháp sở sinh bọn kia chẳng giảm. Do thấy các đường ác luân chuyển, quan sát ba cõi thường vô ngã, không thật tự tánh, không vô tác, phân biệt tùy thuận họ tu nhẫn, đều về giải thoát tất cả nẻo. Bọn kia chẳng già, chẳng bệnh chết, không ái ghét nhau, chẳng lìa đường ác. Các pháp bình đẳng như hư không, không tu tương ưng, chẳng phân hai. Đào tình rốt ráo tối vô thượng, ý không chấp trước các căn tịnh. Giống như thích tử hàng bốn ma, nên tu vô tướng một pháp tánh. Mọi tướng sở hữu đều lìa khỏi, đều điều thuận oai ngơi đoạn thứ hai, đoạn hai thứ. Điều này vì họ nói tối thượng, phân biệt tu tất cả pháp không. Nếu ai phân biệt tu không ấy, không chủ không tác, thọ cũng không, như từ tánh không rõ bồ đề, sẽ liền mong cầu tối vô thượng. Lúc bấy giờ Đức Như Lai ở trong đài hoa sen diệu sắc đó, khi phát ra đại âm pháp nghĩa ấy, thì trong thế giới này tất cả nhân phi nhân đều đến giữa đường ấy, giữa quán tòa sen, cho đến vô lượng vô số trời Akanitra đều từ thiên cung xuống để quanh tòa hoa sen chiêm ngưỡng một tính pháp. Lúc đó Ma Dương nghe bài kệ này rồi quan sát giáp phòng khắp đại thành dương xá, thấy hoa sen giữa đường phát ra âm thanh pháp này, và thấy vô lượng vô số trăm ngàn cô chi na ca tha người vây quanh hoa sen cùng ngồi nghe pháp. Nó vương lại thấy chư thiên cõi lục dục nhiều vô lượng vô số trăm ngàn cô chi na ca tha, tất cả chư thiên đều bỏ cung điện xuống ngồi vây quanh hoa sen mà nghe pháp. Nghe thấy thế rồi, Ma Vương lòng lại chuyển biến hơn trước, lòng rất lo buồn, sám hối, tâm rối buộc, run rẩy dựng tóc gáy, toàn thân toát mồ hôi, chạy trong hư không, dùng âm thanh lớn kêu gọi ma chúng còn bằng nói, còn bằng nói bài kệ. Các ông hãy lắng nghe, khéo nhiếp ngoại ý. Ở cảnh giới ta không lực tự tại, đây mới Thích Ca tối thượng thắng lực, hành công đức rộng ban rải thế gian, khiến chúng sinh đó sở tác vững bền, ở đài hoa sen phát ra tiếng pháp. Người trời các con đến hết không còn, nhất định người tốt đều phải khát ngưỡng, một lòng thiện thệ theo tịch diệt đạo, công đức trên cùng, đệ nhất vô thượng diệt làm sa môn, ba cõi này huyễn mê hoặc tất cả. Khiến ý vô dư đời chúng trời người giao quanh hoa sen, chống tuôn mưa đá tạo tiếng khủng bố, đời chúng ma hùng đến đó phá hoại. Lúc bấy giờ những ma còn lại đối trước ma trưởng kia nói kệ: Ngài nghe lời chúng tôi, lời này đem lợi ích, ai biết những pháp gì mà chẳng dừng ý hết. Lực Như Lai thắng tri tiêu diệt hết vô ma, thấy thiền thể chúng tôi biết lòng mê muội lớn, Phật là đại thiền sơ, dáng vẻ thật tròn đầy, theo Phật khéo quay về, không chỗ nước nào hơn. Lúc bấy giờ là có ma khác đối trước ma vương kia, cử động thân thể mặt mày rầu rĩ buồn khóc, giận dữ nói kệ: Ngài mất thiền đạo, trụ ác đạo, nên chẳng thể biết năng lực mình. Ngài không hộ thiện sanh đạo sư, ma lực đã bị Phật lực diệt. Chỗ hoa sen thế gian hòa hợp, nghe pháp vui vẻ thân thanh tịnh, chúng tôi thân bẩn mất tinh tấn, chẳng đi trong sắc nay tiêu tán, hôm nay tất cả đều quay về quy mâu ni nhân đại la. Lúc ấy là có ma khác khắp chắp tay hướng dạy mà Phật nói kệ: Ngài bỏ pháp hành ưa làm ác, Phật làm cho dựa lợi thế gian, ở trong các chúng Phật thắng chúng,
Phật này đến đây ở thân này, chúng tôi phải dùng mắt thanh tịnh, đem lòng vui mừng mau đến đó, vì đấng chí tôn ba cõi luôn dược phi diệu của chúng sinh. Khi đó trong hư không là có một ma tên là Trí Thanh, hướng về ma kia, ma vương kia, cao giọng nói như kệ như vậy: các ngươi hòa hợp nhờ tánh lạc, nghe lời ta tất cả tương ơn, phát ý ngôn hành đoạn ác kiến, có mình chắp tay bỏ sân nhuế, để lòng tỉnh ngộ nên tinh tấn, tùy hỷ Như Lai thuyết tối thượng, đối Phật quy y quy khó được, hôm nay tôi phải tính cũng dường. Bây giờ các ma diều vô lượng vô biên trong khoảnh khắc sát na từ hư không hạ xuống đến cửa thất bảo của đại thành vương xá, chúng đều cầm Phật cúng dường trang nghiêm đi đến chỗ Phật cúng dường Đức Thế Tôn. Hoặc có ma biến làm hình dáng vua chuyển luân, hoặc có ma biến làm hình dáng vua Phạm Thiên, hoặc có ma là hình dáng Ma Tổ La, hoặc có ma biến làm hình dáng Trời Tự Tại, hoặc có ma biến làm hình dáng Na La Diên, hoặc có ma biến làm hình dáng Trời Đâu Xuất Đà, hoặc có ma biến làm hình dáng Trời Diệm Ma, hoặc có ma biến làm Tất Đề Hoàng Nhân, hoặc có ma biến làm Trời Tam Thập Tam, hoặc có ma biến làm hình dáng Đồng Tử, hoặc có ma biến làm hình dáng Tỳ Sa Môn, hoặc có ma biến làm Tỳ Lâu Lạc Xoa, hoặc có ma biến thành Tỳ Lâu Phát Xoa, hoặc có ma biến làm Đề Đầu Lại Tra, hoặc có ma biến làm hình dáng Tả Thần Trời của Tố Thiên Dương, hoặc có ma biến làm hình dáng Tiên Tử Nhật, hoặc có ma biến làm hình dáng Tiên Tử Nguyệt, hoặc có ma biến làm hình dáng lớn nhỏ của Tiên Tử Tinh Tú, hoặc có ma biến làm hình dáng Atula, hoặc có ma biến làm hình dáng Già Lâu Na, hoặc có ma biến làm hình dáng Cẩm Na La, hoặc có ma biến làm hình dáng Ma Hầu La Già, hoặc có ma biến làm hình dáng Núi Báu, hoặc có ma biến làm hình dáng Vàng Tụ, hoặc có ma biến làm hình dáng Đủ Thứ Báu, hoặc có ma biến làm hình Cây Báu, hoặc có ma biến làm hình dáng Sát Đế Lợi, hoặc có ma biến làm hình dáng Ngoài Đào Khác, hoặc có ma biến làm hình Luân Bảo, hoặc có ma biến làm hình Báu Ma Đi, hoặc có ma biến làm hình Báu Y La Bà Tra, hoặc có ma biến làm hình Ngựa Báu Bà La Ha, hoặc có ma biến làm hình người, hình dáng người con gái Báu, hoặc có ma biến làm Thần Bảo Chủ Tạng, hoặc có ma biến làm Thần Báu Trung Minh. Đồ tới hình dáng như vậy, ma đều tự biến hóa, bị cúng dường, nên trụ ở trước Đức Phật, hoặc có ma hiện ra màu xanh thân xanh, dùng đồ màu trắng trang nghiêm thân mình, chúng đều cầm lọng báu, cờ phướng đỏ, và các chuỗi ngọc trân châu, trụ ở trong hư không, cao chừng một cây đại la, hoặc có ma hiện sắc trắng thân trắng, dùng đồ màu đỏ trang nghiêm thân mình, chúng đều cầm lọng báu, cờ phướng vàng, và chuỗi hộp, an trụ trong hư không. Hoặc có ma hiện sắc đỏ thân đỏ, dùng áo vàng trang nghiêm thân mình, chúng đều cầm lọng báu cờ phấn xanh đứng la liệt thành hàng rối. Hoặc có ma hiện lên màu hồng thân hồng, mưa xuống trân châu màu trắng. Hoặc có ma hiện màu trắng thân trắng, mưa xuống trân châu hồng. Hoặc có ma hiện làm sắc tiên trời, trụ trong hư không, mưa xuống đầy hoa. Hoặc có ma biến làm hình tượng thanh văn, cúng dường Đức Phật, nên ở trên hư không mưa xuống đủ thứ hương trời. Hoặc có ma hóa làm sắc càn tất bà, tăng lên những loại nhạc trời. Hoặc có ma biến làm sắc thiên nữ, dùng đủ thứ dụng cụ báo tưới nước thơm xuống đất. Hoặc có ma biến làm sắc vàng đen bóng, đủ đủ thứ hương thơm. Hoặc có ma biến làm hình dạng cái thiên tử ca sướng vui múa. Hoặc có ma biến làm màu sắc đủ thứ, chắp tay chiêm ngưỡng khen ngợi Đức Như Lai. Hoặc có chúng ma tùy theo phương tiện của Đức Phật mà nhất tâm chiêm ngưỡng, đều mang đủ thứ báu ma đi cúng dường Đức Thế Tôn, hoặc ở ngã tư đường, trên cửa sổ lớn nhỏ của các cung điện, lầu gác, giảng đường, trên đài cửa quyết, trên bốn thềm đường, trên tường cao, tường thấp ô cửa, trên cây, trên cao, trên bao lơn, đều tùy theo chỗ đứng mà chắp tay chiêm ngưỡng cúng dường Đức Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Bảo Tinh Đà La Ni quyển 3. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh được trở thành Phật đạo.